Bây giờ thầy đang muốn chạy thử cái chương trình này để quan sát kết quả như thế nào. Thì chúng ta cũng làm cái thao tác tương tự là quét chọn hết rồi copy. Chúng ta chuyển sang Microsoft Visual Studio. Thì bây giờ bên này nó đã có sẵn một cái chương trình tính chu vi diện tích hình tròn là thầy đã đặt ở đây rồi. À, thầy thu nhỏ cái này lại xíu 220% để chúng ta quan sát tổng thể. Bây giờ nếu mà thầy xóa hết cái chương trình này đi, thầy dán lại chương trình mới thì chạy lên á, thì nó mất cái bài cũ của thầy. Nghe mình vô không? Thầy không muốn làm chuyện đấy. Thầy muốn tạo ra một chương trình mới để dán cái bài bên kia vào chạy thử. Thì lúc đấy thầy sẽ vào file new một lần nữa và chọn project. Mọi thứ trước đây chúng ta vẫn giữ, ví dụ như ngôn ngữ vẫn là sim cộng Win32, chúng ta vẫn chọn là Win32 console application. Chỉ có một điều khác là bây giờ thầy đặt cái tên ha, tên của mình là chương trình ví dụ như là buổi số 3, rồi chương trình ở đây là tính tiền chẳng hạn. Thì ở dưới cái mục solution á, các em quan sát thấy có một cái dòng chữ là create new solution. Nếu các em để như vậy có nghĩa là nó sẽ tạo ra một chương trình hoàn toàn mới luôn, và không, nó nằm riêng biệt luôn, nằm trong cái thư mục riêng. Nghe mình vô không? Thầy không muốn làm chuyện đó, mà thầy muốn là bây giờ tất cả những chương trình trong cùng một buổi học hoặc là trong cùng một nội dung gì đó thì bỏ chung vào một thư mục thôi, và nó sẽ nằm chung một chỗ. Thì như vậy chỗ này thầy sẽ chọn là add to solution nha. Thầy chọn là add to solution và nhấn đồng ý. Bước tiếp theo thì chúng ta vẫn nhấn finish cho nó nhanh. Thì lúc này các em chờ một tí sẽ thấy là nó mở ra thêm cho chúng ta một cửa sổ nữa, à, để có một cái chương trình thứ hai. À, nó chạy hơi lâu tí xíu ha. Rồi các em quan sát đây, ở trên này thầy có hai cái thẻ đúng không? Cái thẻ này là chương trình về hình tròn của thầy nè, cái chương trình mới tạo ra là chương trình tính tiền bên này nè, là hai file CPP riêng, hai chương trình riêng, lưu ở hai chỗ riêng. Được chưa? Thầy cũng làm thao tác tương tự là gì? Xóa bỏ toàn bộ cái hàm main của người ta để sau đó dán cái chương trình mẫu của thầy vào. Được chưa? Và khi chúng ta dán vào thì vẫn bị cái lỗi tương tự giống như khi nãy, đó là bị dấu nháy kép. Thì các em xóa dấu nháy kép cũ đi, các em gõ lại. Em xóa dấu nháy kép cũ đi, các em gõ lại. Rồi xong chúng ta lưu lại. Chỉ có điều là bây giờ mình chạy cái chương trình á thì chúng ta phải làm cái thao tác này trước. Thì thầy sẽ mở cái cửa sổ Solution Explorer ở phía bên tay phải ra để thầy quan sát. Thì lúc này thì nhìn thấy là có hai cái chương trình. Chương trình thứ nhất tên là buổi 3 hình tròn. Đây thầy thu gọn lại để các em quan sát ha, bên trong nó chứa nhiều thứ lắm. Nhưng mà ở đây là chúng ta có hai chương trình. Một cái nó in đậm, một cái nó không in đậm, đúng không? Như vậy nếu mà chúng ta chạy thì nó sẽ chạy cái chương trình mà được in đậm này. Cái mình vô không? Như vậy trong cái không gian làm việc của mình bây giờ nó có nhiều chương trình nhỏ ở trong, nhưng mà chỉ có một chương trình nó đã gọi là active, tức là nó đang hoạt động thôi. Và nếu mà chúng ta chạy thì chúng ta sẽ chạy cái chương trình mà nó đang startup, nó đang active đấy. Bây giờ đang để hình tròn đậm đúng không? Giờ thầy chạy lại cho các em xem nè. Thầy run nha, Control F5 nha. Đó thì nó sẽ chạy cái chương trình mà tính chu vi diện tích hình tròn phía bên này nè, chứ nó không có chạy cái chương trình tính tiền của thầy. Mặc dù là cái cửa sổ thầy đang mở lên trên này vẫn là cửa sổ của cái chương trình tính tiền. Do đó chúng ta phải làm cái thao tác như sau. Trên cửa sổ Solution Explorer, các em chuột phải vào cái chương trình mà các em muốn chạy. À, các em chọn cái mục con là Set as Startup Project. Chọn vào đấy. Thì khi thầy chọn tới là tự nhiên cái chương trình tính tiền của thầy nó sẽ in đậm lên. Như vậy từ đây về sau khi thầy chạy, mỗi lần thầy nhấn Ctrl F5 thì chạy, thì nó sẽ chạy cái chương trình tính tiền, chứ nó không chạy chương trình tính chu vi diện tích hình tròn nữa. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là tất cả các cái chương trình ta làm trong cùng một buổi chẳng hạn thì ta sẽ bỏ chung vào một chỗ như thế này. Và mình cần chạy chương trình nào thì mình cứ nhấp chuột phải vào chương trình đó, mình cứ set startup thôi, là tự động ta sẽ chạy chương trình đấy.
Bây giờ thầy trả lại bằng Ctrl F5 các em xem ha. Lúc này nó sẽ yêu cầu hỏi là thầy có muốn dịch, muốn tạo ra tập tin RE hay không, thì trả lời là có. Rồi nó sẽ chạy chương trình lên cho chúng ta. Khoan quan tâm đến kết quả ha. Bây giờ giả dụ nha. Nãy thầy không có sửa cái này, hoặc là nếu vì một lý do nào đó trong chương trình của thầy nó còn bị lỗi sai chẳng hạn, thì khi thầy nhấn Ctrl F5 chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ hiện lên một cái thông báo lỗi. Nó bảo là gì? There were build errors, có nghĩa là bị những cái lỗi trong lúc mà dịch chương trình. Bạn có muốn tiếp tục không? Thì câu trả lời của chúng ta là gì? Không, tại vì chương trình bị lỗi mà làm sao mà chạy được, đúng không? Do đó nhiệm vụ của chúng ta khi mà thấy cái hộp thông báo lỗi này là phải chọn vào no. Thì khi chúng ta chọn no á, ở dưới này nó sẽ hiện ra những cái thông báo lỗi cho chúng ta, những cái dấu ít màu đỏ nè. Chúng ta để ý đến những cái chỗ mà bị dấu ít màu đỏ là chỗ đó bị lỗi. Những cái dấu chấm than màu vàng là cảnh báo gì đó thôi, thì cái đấy không quan trọng lắm, chúng ta tạm thời đừng để ý đến nó. Chúng ta chỉ để ý đến những cái chỗ dấu ít màu đỏ này thôi. Thì khi mà các em thấy có một dấu ít màu đỏ, các em nhấp đúp chuột vào cái dòng đấy, thì trên phía trên cửa sổ này nó sẽ có cái mũi tên, nó sẽ nhảy và nó sẽ chỉ đến ngay cái dòng mà bị xảy ra lỗi, thì chúng ta sẽ sửa. Được chưa? Cửa sổ output phía dưới này nó cũng hiện ra lỗi, nếu các em nhấp đúp chuột vào đây nó cũng nhảy đến cái dòng đấy. Thì cái dòng này á, thật ra nó báo lỗi ở dòng này, nhưng mà vì lý do là ở dòng trên nó bị thiếu dấu chấm phẩy cho nên nó hiểu sai xuống dòng dưới. Nó hiểu cái price này bị sai. Thì nhiệm vụ chúng ta là sửa, là có thể là nó bị lỗi ở ngay cái dòng mà báo lỗi, hoặc là trên đó một chút xíu, thì chúng ta nhìn nhận và chúng ta sửa. Thì khi mà chúng ta sửa xong hết các lỗi, chúng ta nhấn Ctrl F5 mà nó êm ru, nó không báo lỗi nữa, thì lúc đấy là mới tạm ổn. Được chưa? Lúc đấy mình mới quan sát đến kết quả. Bây giờ các em xem kết quả nha. Kết quả có như mình mong đợi không? Nó ra một cái số để chúng ta tách ra nha. 408 là 3 chữ số nè, 065 là 410 nha. Như vậy nó là 1.410.065.408. Trong khi lý thuyết của mình tính ra là phải là 10 tỷ mới đúng, đúng không? Vậy thì tại sao đấy? Tại sao nó lại xảy ra tình trạng này? Mình cảm giác là chương trình mình viết không có gì sai hết, đúng không? Nhưng mà chúng ta nếu để ý kỹ một xíu thì mình sẽ thấy là các biến của chúng ta ở đây là biến kiểu số nguyên, kiểu int. Mà kiểu int hồi nãy á, lúc mà lý thuyết thầy nói với các em á, thì giá trị maximum, giá trị lớn nhất của nó có thể chứa là bao nhiêu các em? 2 tỷ mốt khoảng đấy. Như vậy nếu mà thầy gán quantity bằng 5.000 thì cái này không có chuyện gì xảy ra hết, nó vẫn chứa đủ. Thậm chí thầy gán price bằng 2 triệu thì nó vẫn được, đúng không? Vẫn ok. Nhưng lúc mà thầy lấy 5.000 nhân với 2 triệu ra kết quả bằng 10 tỷ thì bỏ vào trong cái biến total này, thì giống như chúng ta đổ nước quá nhiều vào trong cái thùng nó bị tràn vậy đó. Thì như vậy là cái còn lại không phải đúng là cái mà chúng ta tính ra được lúc đầu. Thành ra mình phải cân nhắc nha, là nếu như giá trị của chúng ta nó nằm trong khoảng nào thì cái biến hay là cái thùng chứa mà chúng ta dùng nó phải tương ứng. Thì trong trường hợp này nếu như mà thầy muốn cho nó đúng thì thầy phải dùng cái biến có kiểu lớn hơn. Dùng biến có kiểu lớn hơn. Đây thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ như chỗ này thầy sẽ thay đổi lại kiểu của các cái thành phần ở đây là kiểu float đi. Kiểu float. Thì khi mà thầy thay báo các cái biến này là kiểu số thật, nó chứa được tới 40 chữ số, thì cái chuyện 10 tỷ là nó chỉ mới có 10 chữ số gì đó, 11 chữ số gì đó thôi, thì ok đúng không? Mà thầy sửa thêm một chút xíu nữa là chỗ này thay vì là phần trăm D thì thầy sẽ sửa lại là phần trăm F. Và nếu như mà thầy không muốn in số lẻ ra thì thầy sẽ dùng chấm không F, thì cái này thầy sẽ nói sau. Nhưng mà tạm thời là chúng ta chấp nhận là vì cái biến thầy xài là kiểu float, cho nên là khi thầy in ra cái chỗ này thầy phải thay đổi một chút xíu. Rồi thầy lưu chương trình đó lại.
thầy chạy lại lần nữa cho các em xem ha. Đấy, thì bây giờ cái con số mà chúng ta nhìn thấy ở trên chương trình, trên kết quả này, chúng ta đếm kỹ lại thì nó sẽ đó là 3 số 0 nè, 6 số 0 nè, 9 số 0 nè, đây còn lại số 10 nè. Như vậy nó là đúng là 10 tỷ. Được chưa? Đó là vì mình đã dùng một cái thùng chứa đủ lớn để chứa cái giá trị đó, cho nên là nó không bị tràn, nó không bị sai sót đi. Mặc dù chương trình mình viết hoàn toàn là không bị lỗi gì về mặt ngữ pháp hết, nhưng mà kết quả vẫn ra không đúng, vì là chúng ta đã không khéo trong cái chuyện là chọn cái kiểu dữ liệu cho các cái biến. Nó chứa không đủ cho nên nó bị mất. Mà các em thắc mắc là tại sao nó bị mất mà nó không còn lại 2 tỷ mốt mà nó lại còn lại có 1 tỷ tư không? Đúng ra nếu mà bỏ 10 tỷ vào trong một cái thùng chứa 2 tỷ mốt thì nó tràn mất cái phần kia, nó còn lại 2 tỷ mốt chứ, đúng không? Theo logic là như thế. Thì tại sao vậy các em? Cái thùng chứa của mình á, là nó chứa số kiểu gì? Kiểu thập phân hay nhị phân? Thập phân hay nhị phân? Nhị phân nhá. Máy tính là không có chuyện thập phân ở đây. Máy tính tất cả mọi lưu trữ xử lý tính toán đều trên hệ nhị phân hết. Như vậy các em tưởng tượng nè, cái số 10 tỷ này các em đổi ra nhị phân thì nó sẽ có bao nhiêu chữ số? Chắc chắn là nó sẽ có nhiều hơn 32 chữ số. Cái số mà kiểu in lớn nhất có thể lưu trữ á, là cái số đó là chỉ có 32 chữ số thôi. Vì kiểu in của mình á, là kích thước của nó là 4 byte. Mà 4 byte á, là bằng 4 lần 8 là 32 bit. 32 bit có nghĩa là chỉ có được 32 chữ số nhị phân là tối đa. Như vậy cái số 10 tỷ này sau khi thầy đổi ra nhị phân nó được bao nhiêu? Thầy mới đem những cái số nhị phân đó thầy nhét vào trong cái biến total. Thì cái biến total nó chỉ giữ lại được 32 chữ số nhị phân cuối cùng thôi. Còn những chữ số dư nó sẽ bị mất. Và đương nhiên là khi các em cắt mất những cái chữ số nhị phân phía trước đi rồi, thì còn lại 32 chữ số cuối đó các em đổi ngược trở lại thành hệ thập phân, nó ra bao nhiêu đó thì đó chính là kết quả. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là nó có 1 tỷ tư mấy thôi chứ không được 2 tỷ mốt, là vì tràn là tràn trên hệ nhị phân chứ không phải tràn theo kiểu thập phân mà chúng ta vẫn thường nghĩ. Được không? Như vậy thì đây là một cái ví dụ thứ hai để chúng ta thấy được là chương trình của chúng ta nó có thể bị những cái lỗi kiểu như là lỗi logic. Chương trình chạy được nhưng mà chạy cho ra kết quả sai chứ không phải là không chạy được. À.